Pixel, chùm linh phụ kiện điện thoại số 1 Việt Nam. Với đa dạng các dòng sản phẩm đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, chất lượng đỉnh cao, cung cấp nguồn năng lượng hiệu quả, vật liệu 100% đạt tiêu chuẩn quốc tế và bảo vệ môi trường với các chế độ bảo vệ thông minh an toàn tuyệt đối. Truy cập ngay pixelvietnam.vn hoặc liên hệ hotline 0868186060 để được hỗ trợ một cách tốt nhất. Nhập ngay mã giảm giá Pixel DD20 để được giảm đến 20% cho tất cả các sản phẩm chính hãng của Pixel trên Shopee. Foxconn sẽ đầu tư 700 triệu đô la Mỹ vào Việt Nam trong năm 2021, tăng 10.000 việc làm, doanh thu dự kiến 10 tỷ đô la Mỹ. Thông tin này được đề cập tại một bài đăng trên Taiwan News. Bài đăng cũng cho biết thêm rằng Foxconn đặt ra mục tiêu doanh thu 40 tỷ đô la Mỹ tại Việt Nam trong 3 đến 5 năm tới. Taiwan News đưa tin, tập đoàn công nghệ Foxconn, nhà sản xuất hàng điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới, sẽ đầu tư 700 triệu đô la Mỹ, tức là tương đương 19,83 tỷ đài tệ vào Việt Nam trong năm 2021, trong khi doanh thu của tập đoàn này tại Việt Nam dự kiến có thể đạt tới 10 tỷ đô la Mỹ. Tính đến cuối năm 2020, Foxconn đã đầu tư tới 1,5 tỷ đô la Mỹ vào Việt Nam, và kế hoạch mới nhất của họ là sẽ tăng thêm 10.000 việc làm nữa tại Việt Nam trong năm 2021. Một trong những dự án của công ty này đó là nhà máy công ty công nghệ Phú Khang trị giá 270 triệu đô la Mỹ ở Bắc Giang do Foxconn Singapore Pte Ltd làm chủ đầu tư. Nhà máy này dự kiến sẽ sản xuất 8 triệu sản phẩm mỗi năm, bao gồm cả iPad và MacBook. Phía Taiwan News cũng đưa ra nhận định, đây dường như là kết quả của việc Apple yêu cầu các nhà cung cấp chuyển dây chuyền sản xuất của họ ra khỏi Trung Quốc. Tổng doanh thu của Foxconn tại Việt Nam đã lên tới 3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2019, 6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020 và dự báo có thể đạt 10 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021. Và con số 40 tỷ đô la Mỹ là mục tiêu được đề cập có thể đạt được trong vòng 3 đến 5 năm tới. Thái Quỳnh, doanh nghiệp và tiếp thị, CafeBiz, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964002593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.